Rồi bây giờ anh Phú đây bạn. Pháp TV xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set pizza kèo song tô cả nhà. Giữa anh Hiển với anh Hiếu một bộ. Cậu Giảng với anh Phú một bộ nha. Này tem Pháp TV mình đi Trường Sinh. Xã Trường Sinh, chợ Trường Sinh nha cả nhà. Giao lưu với mấy anh em Trường Sinh câu lạc bộ pizza 224 của anh Dũng. Kèo song tô 80 điểm đồng nha cả nhà. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em xem xét bây giờ đánh xong tôi với mình luôn. Hôm nay Sang sẽ là người ghi điểm cho xếp bây giờ này nữa nha. Mình canh góc quay cái nhảy. Cờ đang đánh là bồ của anh Hiển nữa nha. Đội của anh Hiển. Cờ đang chuẩn bị đánh là anh Hiếu cũng mới xuất hiện trên clip mình đầu tiên đó nha. Anh Hiển có lên trên kênh mình giao lưu với kênh mình mấy clip rồi nha. Sắp bây giờ này anh Hiển với anh Hiếu là bi trắng nha cả nhà. Cậu Giảng với anh Phú là bi vàng. Nè, bên anh Hiếu bị trắng này, Thú như là Hồ Giảng, Hồ Giảng. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà, nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Sáu lượt like, một lượt chia sẻ nó có một lượt ra nhiều dấu hay hơn nữa cho nhà xem. 6 điểm đầu tiên cho đội của anh Hiển với Hiếu. Rồi như mình đánh là cậu Giảng nha, cậu Giảng là trong team mình cái này. Hôm nay team mình đi Trường Sinh giao lưu với mấy anh em Trường Sinh. Không. Bản điểm là nó có hai màu đó nha, là bên anh Hiển với anh Hiếu là màu trắng 6 điểm, cậu Giảng với anh Phú là bị vàng, có bên bản điểm màu vàng đó nha, đang chiếu màn hình cái nhà nha nha. Qua anh Hiển ơi. Bây giờ quê miền Tây mình, cây nhà lá dừa nha, chủ yếu những buổi trưa đem lại những clip giải trí cho cả nhà xem, nên được ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đó theo dõi và ủng hộ kênh mình. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân và có thật nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Và đội hiện 6 điểm rồi nha, đang đi series 6 điểm rồi. Bì quá tốt luôn cả nhà. Cả nhà giờ theo đội tem anh em chị Sưng hay là bên đội tem Pháp TV mình thì đã lợi cho mình một lượt comment luôn nha. Hai chưa? 8 điểm. 8 sao 4. Bi trắng đội của anh Hiển với anh Hiếu 8 điểm là 14 điểm. Điểm số bây giờ là 14-0 nha cả nhà. Đội của cậu Giảng với anh Phú chưa có điểm. Mời ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip uống trà đường với mình luôn nha. Này uống trà đường Trường Sinh cả nhà. Thank you.
một hôm nay kèo sông tô là mình, để mình nói với cả nhà dễ hiểu luôn cả nhà, là như điểm 79 là điểm cuối cùng đó cả nhà, là quánh ba băng nha cả nhà. Kèo sông tô này là một bỏ hai mới lấy cả nhà, còn điểm kết thúc xếp đấu là quánh ba băng nha cả nhà. Kèo sông tô miền Tây cả nhà. Một. Câu lạc bộ bia này là địa chỉ là xã Trường Sinh, ở chợ Trường Sinh đó cả nhà. Câu lạc bộ bia của anh Dũng. Bia 224 nha cả nhà. Hai rồi. Hai điểm. 216. Bia trắng hai nữa 16. Cái mình luôn hả chị? Đang quay luôn hả? Một. Bi trắng 2 nữa 18. Nền quá bóng nha nha, bi vàng còn sấy nữa nha. Chào cả nhà anh Trưng ơi, wow, chào cả nhà clip đó mày. Này đi theo trong tay mình có 6 anh em cả nhà, có Trưng nữa cả nhà. Trưng anh Linh nữa, đang quánh bài bên kia cả nhà. Rồi đâu. Qua đây hai tuần tôi lại cầm mày luôn nè. Bây giờ không có bắt bộ của tôi. Có bò gì đi bò. Có gì đây nên tính kia. Đâu
đúng luôn rồi. Bí Giang 11 điểm. 11 điểm đầu tiên cho đội của anh Phú với cô Giảng nha. Điểm số giờ 11 18. Quá đẹp. Bỏ ngay cả nhà. Hay lấy. Không bỏ. Không bỏ. Bỏ không bỏ 20 lấy. Điểm cuối cùng 3 băng ngay cả nhà. Sắp bây giờ này hai đội đồng 80 điểm. Đi giao lưu gì là có chút không có thời gian để sắp xếp đi thăm xem mình được đó nha. Anh em sắp xếp cháu anh em. Đi giao lưu gì anh em sắp xếp. Vậy mà không thôi. Bị vàng 7 nữa 18 điều cái nhầy. Và chữ hai một và chữ một có dù anh cũng làm được cái đâu chết ra rồi nó hiếu á. Không trúng nghe nha. Bi trắng 3 điểm lên 21. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xui. Bây giờ nó đúng nó phải lên nè. Có điện đó. Bao nhiêu? 2 điểm. 2 nữa 23. Bi trắng 2 nữa 23. 23 18 cái vậy. Kèo xong tô 80 điểm đồng. Một điểm bỏ 2 điểm lấy. Điểm cuối cùng kết thúc trận đấu 3-3 nha cả nhà. Quá đẹp. Anh này nè. Quá ngon.
Nó bằng bằng điếu. Sao không hàng tính? Bị trắng 6 này 29. Sao thể lực quá, lùng quá tưởng toàn lực. Cái này ao giảng rồi coi. Không có đường lòn. Gió này hỏi gì lạng. Hay là gió cho bằng xe đó mấy ông ơi. Gió. Ba. Sẽ chơi cho trắng nghe nhỉ. Có đẹp. Có tất một cái đường trắng. Bốn hơn là chú không? Bốn. Bốn vàng 4-22. 22. Ê. Giờ trúng nha nhỉ. Đầu cơ anh đấy. Đánh luôn rồi. Quá đánh rồi. Tám nữa, 37. Bị trắng 8 nữa, 37. Rồi. Đấy, để như nó cầm cái ngồi nó khô rồi. Dư rồi. Dư chút. Một. Còn kia là cái đấy chì.
Mày ơi quá trời ổng rồi. Ăn đi. Ăn hai nữa 39. 39 22 tỷ số. Bố ăn tầm tơ. Bố kiếm. Em ra để cho Vinh quýnh cái gió đùa hai chiếc bị xuống. Em nhờ cơ. Rồi đấy, đúng rồi. Rồi em đo rồi. Xuống. Chắc rồi. Đứng chặt rồi chứ nữa. Còn ngon.
hai nữa là 31 đồng hơn. Bi vàng 12 nữa 34. 34 41 phải nhỉ? Kèo song tô 80 điểm đồng. Quá đẹp. Nè anh em trong team mình đi giao lưu với anh em ở Trường Sinh nha các nhà. Lâu lâu đổi gió cho cái nhà xem cái nhảy. Bị trắng hay nữa 43. Mình tem mình đi cơ lớn không nhỉ? Lâu lâu đi cơ mười mấy không à? Suy ghi mười mấy không à? Quá đẹp. Rồi, hai đẹp. Căng ra cái bình vàng nha. 200 ba. Lên tới quánh đâu có được. Tùy đó. Mấy chục hút? 3 đi vàng 3 nó 37. Mời 12 giờ chúng mày coi cái hiếu. Mai còn cái gì? Thôi gửi qua cho em đi. Ủa? À, lên YouTube á. Mở kênh của anh á. Vô đó like, share, chừng like vô. Chừng like vô. Em đó là cái chứ mày mày like, share, mày chụp like tự động là mới mốt có là nó hiện lên nè. Mốt anh giao lưu được là mày lên nè. Một quanh luôn. Bảy. Nhà đây không tổ vậy á. Đi rồi. Sống quá đó. Ừ. Tôi là được đó. Quá đẹp. Tốt 2 đẹp. Đó. Quá rồi. Quá đẹp anh Hiển ơi. Tự mình sửa bị bộ luôn. Ngon lạnh mà. Để đó vậy nữa ha. Một pha triệu bi rất là 7 hơn này. Để mày thấy lòn con gà. Mấy nó 50. Quá đẹp
phê bột. Bi vàng 7 nữa, 50 cái này. Bi trắng. Lộn, xin lỗi các nhà. Bi trắng 7 nữa. 50. Bây giờ đánh ra 20 luôn nè. Đánh ra 20 luôn rồi. Bây giờ 2 nữa 39. 39. Vô cho tàn bị chạy lên nữa buồn sao đâu quá trời đẹp lắm ơi. Bây giờ một căn là phụ khí được ba cô lê băng bây giờ lòng đất của điện hiểu không nữa hiểu không hiểu không gọi đi chân bì trắng còn sấy nữa cả nhà. Hai đẹp là một cái nằm nó vỗ tay được nếu chưa vỗ được chính là căn bản lên nhiều mắt xuyến rồi vỗ tay được nha băng cũng quá được. Ba nó 53. Vì trắng 3 nữa 53. Có coi clip á, coi clip hiện clip nhiều lắm. À, chắc anh lên là không chịu không có nghe dịp anh xuống bộ tôi có dạy cho anh tươi rồi ở trên quyển Tâm Long hai bộ tôi quyết định ăn cái nèo sữa lên cái lên chứ là cái gì mà còn như đó rồi chỉ rất là ngon ơi tận ơi đúng không. Không được. Điều quanh từ từ nhá. Dạ. 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 Bi vàng 4 nữa 43. 43 53. Đúng rồi. Cho luôn trời. Biết luôn cái gì vậy? Không biết đâu hả? Một cái tôi qua đây cầm cho đi tới luôn quạnh.
Rồi em. Rồi theo điểm. Ô, không sao, có 54 mình mới còn 6 rồi mày. Đủ rồi, không còn nhiêu. Ok. Còn 2 cháu. 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 Còn 2 Không lá bài thơ rồi. Chín nữa 52. Bây giờ chín nữa 52. 52 53 quá hấp dẫn cái vậy. Chín nữa 62. Bị trắng chín nữa 62. Gió quá. Đẹp thế này.
8 nữa 70, bi trắng 8 nữa 70, điểm số giờ bên đội của anh Phú với cầu Giảng 52 điểm, anh Hiển với Hiếu 70 điểm cả nhà. Sếp gia này kèo song tô hai đội đồng 80 điểm. Điểm cuối cùng là quánh ba băng nghe cả nhà, kèo song tô điểm. Siêu phẩm không cả nhà? Ai cái này? Bi trắng 3 nữa. 73. À 73. Hai nữa 51. Bi vàng 2 nữa 54. Bi trắng 4 nữa. 4 77. Vậy rồi cơ này điểm cuối là anh Hiếu liệu kết thúc không? Rồi không bỏ luôn. Chỉ kết thúc. Ủa chứ giờ điểm cuối quýnh ba băng mà chú quýnh được cái gì vậy chú Hiểm? Được quá, còn 3 lần mà. Mời điểm tới mẹ ơi.
mới quánh mới con đĩa mà ở dòng anh nó mới kích mà học một bỏ cả nhà. Vậy đó đi. Mấy chú bốn. Đi dạng 458. Từ từ quá. 1. Bên đội của anh Hiển với Hiếu là còn 3 điểm nữa cả nhà. 1 điểm là còn 2. Đội của anh Phú với cậu Giảng là 8 còn 22. Sao? Vậy chú mình hoài luôn hả vậy? Hoài đi coi ba chục. Cảm nhiều. Đây là xe đi 22 lần. Hoài luôn. Quá đẹp. Trời ơi, xin đăng. Gọi gió. Hai đó là 60. Quá đẹp nha anh, 1. Học vẫn đẹp lắm nha. Tính quá thì nhiều nữa hả giờ này? Vậy là anh phải thêm cái gì sai nữa. Tiêu.
nằm bảy đại chính hình luôn hả? Ủa, chạy cuốn cuốn rồi, tôi nói chạy cuốn cuốn rồi mà. Nằm bảy chính hình luôn. Hai đó là 62. Bị già 2 đến 62. Rồi quánh trúng giờ á, tại quánh đứng một giày. Mà vô cái đợt bánh bao băng rồi. Chị đâu hay giữ cái trợ. Giúp đây nè mình nha. Cái rớt bị đúng luôn, quấn cơ chặt mà nó thủ luôn sợ luôn. Rồi làm lớn quá hả? Lớn quá. Đi nhà. Có đốt nhà. Có đốt nhà. Ủa. Anh thấy với người. Chào với người nha. Bây giờ 3 nữa, 65. 3 nữa, 65. Tớ nhển á, tớ nhển, tớ kêu nhển. Bây giờ nó chạy mình thấy gần nghịch, mình nói nghịch, thử nó nghịch không? Không nghịch thì thuận. Quá hay. Khoan. Đúng rồi. Quá trời. Ủa. Hay quá rồi. Chị chọi này đến thôi chọi này lên mạng đó trời. Mấy bọn. Mẹ chưa hụt á. Hả? Nó hơi nhẹ hơn. Chúng tôi rồi. Đâu. Chúng trước hay là chúng sau nữa hả? Chúng trước rồi. Chúng trước rồi. Hai. Bây giờ hai nữa. 67. 67. Đó. Đó.
đủ rồi nè ngay. Rồi điểm cuối ba băng nghe cả nhà. Phá sổ 79. Hai nữa không? Hai nữa. Đi trắng hai nữa 79 phá sổ. Còn một. Một điểm ba băng nghe nha. Chơi. Rồi. Bây giờ hay nó 69. Vậy chứ. Tại em về có nhà nó trắng là trúng rồi. Bỏ đáp vậy. Bỏ tay. Đó thông sẽ đấu nha cả nhà. Bỏ tay Hiếu chúc Hiếu nhiều sức khỏe nha. Chúc mừng bạn. Rồi dạng chúc dạng nhiều sức khỏe. Bố bố bố. Quá quậy quá quậy. Bỏ tay chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi thẳng đó luôn. Qua hẹn nữa đi. Qua hẹn nhiều sức khỏe nha. Năm mới làm ăn phát tài bất lộc. Bỏ tay sang chúc sang nhiều sức khỏe. Sang bữa nay ghi điểm nha. Mấy anh em thì sếp bây giờ này bên đội của anh Hiển với Hiếu thắng nha cả nhà. Thôi bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào 12 giờ trưa ngày mai. Bye bye cả nhà nha.